Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin 10 phút cập nhật, bản tin chuyên biệt về công nghệ thông tin do Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC thực hiện. Bản tin ngày hôm nay ngày Chủ nhật ngày 8 tháng 1 sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Tiếp sau Euromoto, các nhà nhập khẩu xe sang của Rolls-Royce, Land Rover liên tiếp bị truy thu thuế. Mitsubishi Pajero Sport, đối thủ của Toyota Fortuner 2017, bất ngờ giảm giá bán tới 70 triệu Việt Nam đồng. Trong chuyên mục xe cộng, trải nghiệm thực tế để cùng lý giải sức hút của vua bán tải Forerunner 2016. Thưa quý vị và các bạn, 2016 có thể coi là một năm không vui đối với nhiều thương hiệu xe sang tại thị trường Việt Nam khi liên tiếp bị cơ quan hải quan truy thu thuế với số tiền lên tới hàng trăm tỷ đồng. Án truy thu đổ lên ba nhà nhập khẩu chính hãng của các thương hiệu xe sang tại Việt Nam là Land Rover, Jaguar, Rolls-Royce và BMW. Cụ thể, tháng 11, Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh đã ra quy định truy thu thuế đối với công ty cổ phần tập đoàn Tân Thành Đô, nhà nhập khẩu chính hãng các dòng xe sang thương hiệu Land Rover và Jaguar về Việt Nam. Mức tiền mà công ty này bị hải quan truy thu lên tới hơn 700 tỷ đồng đối với nhiều dòng ô tô do công ty nhập khẩu từ năm 2011 đến năm 2015. Nhà nhập khẩu thương hiệu xe sang Rolls-Royce tại Việt Nam là công ty cổ phần ô tô Regal, là cái tên mới nhất trong danh sách các doanh nghiệp bị cơ quan hải quan ra quyết định truy thu thuế. Con số mà Cục Hải quan Hải Phòng truy thu đối với doanh nghiệp này là 49 tỷ đồng do kê khai thuế thấp đối với các dòng xe Rolls-Royce khi nhập khẩu. Trước đó, Euroauto, nhà nhập khẩu xe BMW cũng đã bị Cục Điều tra chống buôn lậu khởi tố về hành vi nhập lậu các loại ô tô BMW. Ngoài truy thu thuế, Euroauto có thể sẽ phải đối mặt với nguy cơ bị truy tố về những gian lận trong nhập khẩu xe. Vâng, dù đã giữ nguyên thiết kế tổng thể nhưng hàng loạt những chi tiết của Way Alpha 2017 được tinh chỉnh so với Way Alpha 2016, từ mặt nạ, cụm đồng hồ, phối màu, tem xe, đèn hậu, cốp xe, thiết kế một số chi tiết yếm xe. Sự khác biệt lớn nhất về vận hành là việc Way Alpha 2017 sử dụng động cơ 110 phân khối thay thế động cơ 100 cũ. Alpha 2017 có công suất tăng 17% nhưng tiết kiệm nhiên liệu hơn 10% so với thế hệ cũ. Tiêu chuẩn khí thải Euro 3 thay cho Euro 2 trước đó. Way Alpha 110 sử dụng kết cấu xe phẳng và thân xe được vắt gọn đáng kể. Phần mặt nạ được thiết kế liền khối với yếm xe, chắn bùn trước được kéo dài hơn so với mẫu xe trước. Ở thế hệ mới, Honda Việt Nam cũng bổ sung thêm màu xanh ngọc bên cạnh dàn màu sắc quen thuộc. Xe có giá 17,8 triệu, đắt hơn 800.000 đồng so với bản trước. Ngày 7 tháng 1 năm 2017, hãng xe Mỹ Harley-Davidson đã trình làng dòng sản phẩm mới của 2017 tại Hà Nội. Nổi bật là hai dòng xe Touring và CVO sử dụng hai động cơ hoàn toàn mới là Milwaukee S107 và Milwaukee S114. Ưu điểm của loại động cơ này là tiếng nổ rền, dung tích, xi lanh lớn giúp tăng tốc độ nhanh hơn 2 đến 3 lần thân xe khi tăng tốc từ 0 đến 95 km/h và bộ giảm chấn bên trong giúp xe vận hành êm mượt khi chạy không tải. Khi trang bị động cơ Milwaukee S vào dòng Touring và CVO, các biker có thể vận hành chiếc xe của mình một cách thoải mái. Tại buổi lễ, chiếc Street Glide Special 2017 sử dụng động cơ Milwaukee S trị giá hơn 1,3 tỷ đồng cũng đã tìm được chủ là một người chơi xe ở Hà Nội. Tiếp theo chương trình là các tin tức đáng chú ý khác. Chiếc Ferrari 488 GTB phiên bản mui trần thứ hai về Việt Nam hiện đang có mặt tại Hà Nội, sở hữu ngoại thất màu đỏ đặc trưng của hãng siêu xe đến từ Ý. Ferrari 488 Spider không có nhiều khác biệt so với phiên bản Cooper từng về Việt Nam trước đây. Thay đổi lớn nhất trên xe là phần mui xếp có thiết kế giống như đàn anh 458 Spider, có thể đóng mở trong 14 giây ngay cả khi xe đang di chuyển. Phần nắp phía trên động cơ đặt sau được sửa đổi lại, tạo không gian chứa mui khi mở ra. Ferrari 488 GTB Spider có khả năng tăng tốc từ 0 đến 100 km/h, chỉ mất 3 giây. Hiện giá bán của chiếc xe này cho thị trường Việt Nam chưa được tiết lộ. Sau khi Toyota Fortuner 2017 chính thức bán ra tại Việt Nam, đối thủ cạnh tranh trực tiếp với mẫu xe này là Mitsubishi Pajero Sport mới lập tức giảm giá bán từ 62 đến 71 triệu đồng.
Cụ thể, giá bán của Pajero Sport bản máy xăng 4x2 AT giảm 71 triệu đồng, từ mức 1,4 tỷ đồng xuống còn 1,329 tỷ đồng. Trong khi đó, phiên bản Pajero Sport 4x4 AT giảm 62 triệu đồng xuống còn 1,488 tỷ đồng. Tuy nhiên, giá Mitsubishi Pajero Sport mới vẫn cao hơn Toyota Fortuner 2017 tới 180 triệu đồng nên rất khó có thể cạnh tranh. Chưa kể đến các đối thủ còn lại trong phân khúc như Isuzu MuX4 Everest. Thưa quý vị, một chiếc xe đa dụng có thể sử dụng vào nhiều mục đích là mục tiêu hướng đến của rất nhiều người tiêu dùng không có nguồn tài chính đủ mạnh. Đây là lý do mà những chiếc xe bán tải ngày càng được ưa chuộng. Ở số lần này thì chúng tôi sẽ giúp quý vị và các bạn giải mã sức hút của chiếc xe được mệnh danh là vua bán tải tại thị trường Việt Nam trong năm qua. Đó là chiếc xe nào? Ngay bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến với phần trải nghiệm quen thuộc cùng hai MC là Tiến Đạt và Đức Anh. Chào quý vị và các bạn, trong tuần này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về một chiếc xe được mệnh danh là ông vua bán tải tới từ nước Mỹ. Chiếc xe đã bán được 14.000 chiếc trong năm vừa qua và chiếm tới 50% doanh thu của hãng Ford. Từ năm 2000 cho đến nay thì chiếc Ford Ranger đã ra tới 6 phiên bản, nhưng chưa ở bất kỳ một thời điểm nào chiếc xe này tỏ ra yếu thế trên thị trường xe bán tải. Các bạn đang theo dõi chuyên mục Xe Cộng. Phiên bản đầu tiên được ra mắt là năm 2000, cho đến phiên bản thứ 5 là năm 2013. Gần như là lúc đó thì chiếc Ford Ranger mới thay đổi diện mạo hoàn toàn. Đúng với những gì mà chúng ta tư duy về một chiếc xe Mỹ, nó cơ bắp hơn, khỏe khoắn hơn, rộng rãi và bề thế hơn. Và các thiết kế của chiếc xe cũng trở nên vuông vức, góc cạnh hơn. Các bạn có thể thấy được rằng ngay như mặt ca lăng khá là lớn, chúng ta có thể liên tưởng đến những chiếc xe được sản xuất tại Bắc Mỹ. Được chia ra làm 3 nan và ở giữa là logo. Chắc chắn rằng sẽ làm mát chiếc máy 3.2 diesel, sản sinh công suất là 200 mã lực, mô men xoắn cực đại là 470 Nm, hộp số 6 cấp. Với chiếc Ford Ranger, cỗ máy này có rất nhiều các phiên bản để các bạn có thể lựa chọn. Ở phần trước của chiếc xe thì các bạn có thể thấy đó là nắp capo của chiếc xe đã được dập nổi để tăng thêm độ ấn tượng. Tuy nhiên thì đèn của chiếc xe ở phiên bản này lại được thiết kế một cách tinh tế, nhỏ gọn hơn phiên bản trước. Được thiết kế ôm ra phía sườn xe để mở rộng góc chiếu sáng. Với thiết kế phần đuôi ở phiên bản thứ 6 này thì sao? Nó vẫn giống như phiên bản thứ 5 mà thôi. Ngoại trừ ở cụm đèn hậu thì được tinh tế hơn một tí, nhưng vẫn sử dụng bóng đèn halogen. Đó là điều duy nhất. Và chắc hẳn rằng là chúng ta có thể thấy được ở phần đuôi cũng như là chiều cao ở phần thùng sau khá là ấn tượng so với phiên bản cũ được sản xuất từ năm 2000 ra mắt trước đó. Và đây là thùng sau của chiếc Ford Ranger 2016. Với chiều dài là khoảng 1,5m và chiều cao là khoảng 50 phân thì thùng sau của chiếc xe này có thể chứa rất là nhiều dụng cụ để chúng ta có thể phục vụ cho việc mục đích vận tải hay là tham gia di chuyển trên những cái chuyến đi đường dài, thậm chí là tôi nghĩ rằng là nó có thể chứa được cả một chiếc xe máy hay là xe đạp khi mà chúng ta đi chơi xa. Còn bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng nhau khám phá nội thất của chiếc Ford Ranger 2016. Có mặt bên trong khoang nội thất của chiếc Ford Ranger 2016 và chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem là những thay đổi gì bên trong khoang nội thất này đã khiến cho chiếc xe có sự tăng trưởng vượt bậc về doanh số bán ra như vậy. Một trong những điểm nhấn khá là quan trọng với phiên bản Wildtrak 2016, phiên bản full mà chúng ta đang được trải nghiệm, thì ở cụm đồng hồ của chiếc xe có một sự thay đổi so với phiên bản thấp hơn, đó chính là đồng hồ tốc độ nằm ở chính giữa. Và
hai màn hình LED hai bên để hiển thị tất cả những thông tin thông số, tạo ra chúng ta một cái sự khác biệt, tạo ra chúng ta một cái sự tinh tế, khỏe khoắn, hiện đại trong chính chiếc đồng hồ này. Nó đẹp hơn. Rõ ràng là nó đẹp hơn các phiên bản trước rất nhiều. Đúng rồi, chính xác là như vậy. Còn ở trên mặt vô lăng vẫn là những nút bấm tiện ích thôi, không có quá nhiều điểm đặc biệt. Và cũng không thể không nói tới là bên trong nội thất của chiếc bán tải 2016 này thì nội thất đã được bọc da, với những chiếc ghế như chúng ta đang ngồi cũng đã được bọc da với bản full option. Với bản full option thay cho là chất liệu nỉ ở rất nhiều những cái phiên bản trước đó. Về hệ thống giải trí thì trên chiếc Ford 2016 này đã được áp dụng hệ thống giải trí mới nhất của hãng, đó là hệ thống Sync 3. Và hệ thống này thì mang đến những trải nghiệm rõ ràng chắc chắn là ưu việt hơn. Với phiên bản Sync 3 thì hệ thống này được tối ưu hóa hơn, và chúng ta có thể điều khiển các hệ thống như điều hòa hay là hệ thống giải trí chi tiết hơn bằng giọng nói, và nó thông minh hơn. Và nói về hệ thống giải trí của chiếc xe này thì có rất là nhiều cách để chúng ta có thể kết nối, như là sử dụng Bluetooth hay là các cổng kết nối USB, thẻ nhớ, cả đĩa CD nữa. Tôi đang ngồi tại khoang ghế sau của chiếc Ford Ranger 2016, và lúc này đây thì thú thật rằng là tôi cảm nhận rằng là nó đang hơi chật chội một chút, cảm giác duỗi chân hay là ngồi không được quá là thoải mái. Và chúng tôi sẽ cùng nhau trải nghiệm hệ thống động cơ vận hành như thế nào trên đường của chiếc Ford Ranger 2016. Ở phía trước cần số, chúng ta cũng có thể thấy được rất nhiều những cái chế độ lái đã được tích hợp vào chiếc xe, giúp cho chúng ta di chuyển trên những cái cung đường địa hình khác nhau, như là khi mà chiếc xe phải lao dốc hay là di chuyển trên địa hình trơn trượt thì sẽ có những cái chế độ lái phù hợp để cho chiếc xe có thể vượt qua một cách dễ dàng hơn. Chúng ta có thể nhận thấy ngay như phiên bản mới đã được tích hợp hệ thống cảnh báo khi chúng ta đi sai làn đường. Chiếc vô lăng này sẽ rung lên và có đánh lái để giúp cho người lái xe có thể ngay lập tức quay trở lại làn đường của mình. Bên cạnh đó rồi cảnh báo xe phía trước hay là cảnh báo lùi, cảnh báo xe xung quanh, chủ động phanh, chủ động lên dốc, rồi hệ thống an toàn như là chống bó cứng phanh ABS. Khi mà chúng ta di chuyển vào những cái cung đường gồ ghề như thế này thì có thể thấy là chiếc xe vượt qua một cách khá là êm ái, vượt qua những cái đoạn mấp mô rất là dễ dàng. Với một chiếc xe 3.2 wide track thì những cung đường như thế này phải nói là mỗi so với... Có lẽ vẫn chưa phải là một đối thủ xứng tầm. Rồi. Di chuyển trên chiếc Ford wide track này thì chúng ta gần như không nghe thấy cái tiếng máy của chiếc xe, bởi vì hệ thống cách âm của chiếc xe tôi đang cảm nhận khá là tốt. Mặc dù chắc chắn rằng là với chiếc xe bề thế này thì động cơ của chiếc xe sẽ kêu rất là to khi mà chúng ta nghe ở phía bên ngoài. Trải qua 5 phiên bản với nhiều sự thay đổi suốt từ những ngày đầu ra mắt thị trường Việt Nam cho tới thời điểm này thì chiếc Ford Ranger 2016 đã trở nên hoàn hảo hơn. Có thể thấy điều thứ nhất nó đã thể hiện ở ngay vẻ ngoài của chiếc xe, trở nên tinh tế và hầm hố, nam tính hơn. Bộ máy bên trong tiêu hao ít nhiên liệu hơn, vận hành hiệu quả, hợp lý hơn. Và quan trọng hơn nữa là hệ thống giải trí bên trong của chiếc xe này cũng đã thu hút nhiều hơn các khách hàng lựa chọn chiếc Ford Ranger. Ai đó sẽ nghĩ chúng tôi đang PR sản phẩm Ranger cho hãng Ford. Thế nhưng câu trả lời nằm ở chính người tiêu dùng đã tín dụng chiếc xe này trong suốt một năm vừa qua, để nó đã trở thành chiếc xe bán tải bán chạy nhất trong phân khúc. Các bạn đừng quên chia sẻ với tôi những ý kiến qua fanpage 10 phút cập nhật. Chúng tôi sẽ còn quay trở lại với những chiếc xe với nhiều tính năng và công nghệ hơn nữa. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại! Phần trải nghiệm chiếc xe bán tải được ưa chuộng Ford Ranger 2016 cũng đã khép lại bản tin 10 phút cập nhật ngày hôm nay của chúng tôi. Quý vị đừng quên tương tác trực tiếp với chúng tôi qua fanpage 10 phút cập nhật để cập nhật những thông tin mới nhất về đời sống công nghệ trong và ngoài nước. Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.